Xoáy nước luôn kìa, tạo thành xoáy nước luôn kìa các bạn kìa. Thấy dữ không? Thì tiếp tục làm cho nó tạo thành xoáy nước cho các bạn. Ai mà có cái tàu ở đó là nó chìm tàu luôn á. Xin chào các bạn, thì hôm nay Sơn sẽ có một buổi review cái mẫu sản phẩm mới của hãng FT, đó là cái mẫu FT016 ha, của hãng Falun. Thì cái mẫu này thì mới sản xuất thôi à, và bên mình đã nhập về, và hôm nay mình sẽ review chạy ở dưới cái mặt hồ này cho các bạn xem ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn pin vào để test cái tàu này ha. Đó, nó sẽ có hai cái nắp à. Thì tàu này muốn kết nối được thì chúng ta để xuống nước ha, chứ để trên cạn thì nó sẽ không kết nối được. Muốn kết nối ta phải chạm vào cái dây này đó, chúng ta sẽ gài lại. Cái hình thức tàu nó tương đối màu sắc rất là đẹp, nó hiện đại. Thì khi để xuống nước thì các bạn sẽ mở công tắc tàu lên ha, mở công tắc. Đó, chúng ta để nước chúng ta mới mở công tắc lên nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy thử cái mẫu này. Thì tàu này chạy rất là xa nha các bạn. Khoảng cách điều khiển của cái mẫu tàu này lên đến 150m ha. Nhưng mà khi chúng ta điều khiển xa khoảng cách á, thì cái remote nó sẽ báo bíp 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 để giúp chúng ta là cho tàu là chạy khoảng cách gần hơn ha. Và khi hết pin thì tàu nó sẽ cũng báo pin yếu. Tàu chạy rất là xa. Đẹp á, cái vòng tròn này số 8 này đi. Cái này cô số 8, số 9, số 10 gì đi. Đây chưa chỉnh, chỉnh một bên cô bự, bên cô nhỏ. Khi nào mà đối với cái mẫu sản phẩm FT016 này á, khi nào mà các bạn chơi pin yếu thì nó sẽ tự động báo pin yếu cho các bạn biết ha. Đó, thì mình sẽ chơi đến khi nào mà pin nó báo pin yếu để cho chúng ta thấy. Ừ, nó làm xoáy nước luôn kìa. Để chỉnh. Xoáy nước luôn kìa, tạo thành xoáy nước luôn kìa các bạn kìa. Thấy dữ không? Đó. Thì tiếp tục làm cho nó tạo thành xoáy nước cho các bạn. Ai mà có cái tàu ở đó là nó chìm tàu luôn á. Chết dữ.
Rồi thoát đã xoay nước rồi. Chạy rất là xa nha các bạn. Đó, thấy không? Tàu này thì tương đối chạy cũng nhanh. Đó, hình thức đẹp. Giá thành vừa phải. Màu cam chói lóa. Đó, tàu đi khá là xa. Mút tầm quay phim rồi. Thì đối với cái mẫu tàu này á thì nó sẽ khoảng cách thì sẽ điều khiển xa hơn so với những dòng FT trước, thì nó lên đến 150m, những dòng trước thì chỉ khoảng 100m thôi. Và thêm hai chức năng báo pin và báo mất sóng nha. Đó thì đây là một trong những cái mẫu tàu mà bạn rất là đáng để mua, tại vì giá cả vừa phải nè, tốc độ cũng cao, rồi hình thức cũng đẹp. Đó. Các bạn mới tập chơi thì khoảng tốc độ như vậy là chơi được rồi, không cần phải tốc độ cao quá. Cao quá thì bạn mới chơi quen đó, chưa điều khiển được. Đó. Mấy bạn mới chơi thì những cái dòng này là phù hợp. Đó. Chơi xong mình còn có thể để ở tủ kiến để mình trưng bày nữa. Để phòng khách cho các bạn, trưng bày cho đẹp. Lâu lâu có hội nhóm bạn mình chơi tàu thì mình lấy ra mình chơi. Chạy đến khi nào hết pin thôi. Hôm nay mình sẽ chạy đến khi nào mà hết pin thì thôi nha. Để xem coi khoảng thời gian là bao lâu. Cái thực tế pin luôn. Và cái tiếng bíp của cái tàu thì mình đủ để nghe không? Dưới còn cỏ. Rồi, tàu bị vướng cọng cỏ rồi. Như vậy là nó khá chậm. Chưa để tại chạy vô lấy cỏ ra. Tàu bị dính cỏ nha các bạn, dính cỏ trên vịt đó nên là tàu chạy không được mạnh. Bây giờ mình sẽ lấy vào để gỡ cọng cỏ ra nè. Đó thì sau khi kiểm tra ha, dướng cỏ thì mình đã lấy lên rồi. Khi lấy lên tàu nó sẽ mất sóng nè. Do tàu chưa được kết nối ha. Bây giờ mình sẽ thả xuống nước lại. Thì nó sẽ hết tít ha. Đó, thì sau khi cuốn nước lại thì remote nó đã hết kêu bíp bíp ha. Chúng ta có thể điều khiển bình thường. Tự nhiên tắt gì vậy? Đó thì sau khi mà remote nó tiếp bíp bíp chậm như vậy nè ha, tức là nó đã thông báo pin chúng ta sắp yếu, thì nó sẽ tự động hạ cái tốc độ ha, để cho chúng ta vô bờ từ từ. Đó. Đây nó sẽ hạ tốc độ ha. Thì mình sẽ cho nó vào bờ. Đây remote nó kêu bíp bíp. Đó. Thì cái mẫu sản phẩm này là mẫu mới ha. Bên Asin thì mới nhập về. Thì nếu bạn nào mà quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này á, có thể gõ với cái từ khóa là FT016 ha, hoặc có thể click vào đường link bên dưới nội dung của video thì nó sẽ ra sản phẩm này ha. Đó.
Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo sẽ update cho bạn trong những video tiếp theo. Asin xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Asin.vn Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.